người làm việc phải về nhà muộn, người lao động vào ban đêm, người trẻ chơi game quên giờ giấc. Có vô vàn lý do khiến ngày nay nhiều người hình thành thói quen tắm đêm. Thưa quý vị, ngay cả bản thân tôi cũng có thói quen tắm đêm. Bởi như có nói, trong khoảng thời gian bộn bề công việc, về nhà muộn thì bắt buộc chúng ta phải tắm giờ đó. Nhưng có lẽ sau khi xem góc nhìn đa chiều ngày hôm nay, tôi nghĩ mình nên thay đổi thói quen này, tìm cách gì đó tốt hơn. Nhưng thực chất tắm đêm hại thân thế nào? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu. Nhiều người xem việc tắm đêm là thời điểm để thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đặc biệt, việc tắm rửa hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về da, tăng khả năng miễn dịch, tăng tuần hoàn máu, giúp giấc ngủ được sâu và ngon hơn. Vì tâm lý chủ quan nghĩ rằng tắm đêm sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều người vô tư lặp lại thói quen này mỗi ngày mà không hề biết rằng tắm vào lúc đêm muộn chính là đùa giỡn với sức khỏe và cả tính mạng của chính mình. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, cộng đồng mạng vô cùng xôn xao về trường hợp của một cô gái tên PHT suýt bị đột quỵ vì tắm đêm. Theo thông tin cô gái này chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cho biết, vì đi làm về mệt nên cô đã nằm chợp mắt đến 10 giờ đêm mới tỉnh dậy, đi tắm và gội đầu. Thế nhưng, khi vừa tắm xong, cô thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, nhức bừng bừng, mất nhận thức, tay chân có dấu hiệu tê dại. Sau khi nhập viện, bác sĩ cho biết cô gái có triệu chứng của đột quỵ. Rất may được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó là trường hợp bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 của chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cũng do nguyên nhân tắm đêm và để đầu ướt đi ngủ. Nguy hại hơn là trường hợp của một cô gái tên L, 18 tuổi, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị tử vong vì bị cảm lạnh sau khi tắm đêm. Tất cả những trường hợp đáng tiếc trên đều xảy ra ở người trẻ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thói quen tắm đêm gây ra. Qua những trường hợp vừa rồi mới thấy đáng sợ làm sao đúng không thưa quý vị? Bởi ai trong chúng ta ít nhiều đã trải qua, chỉ là chúng ta may mắn hơn những nạn nhân vừa kể trên thôi. Để thấy rõ hơn những nguy hại, sau đây là một số chia sẻ từ chuyên gia. Khi mà chúng ta tắm vào ban đêm thì nó dễ làm, nhất là tắm với nước mát lạnh nhiều thì nó sẽ làm rối loạn những cái vận mạch. Rối loạn vận mạch là sao? Tức là nó làm co thắt và giãn nở không đều những cái mạch máu ở trong cơ thể, nhất là mạch máu não và mạch máu cơ tim, thì nó sẽ dễ xảy ra những cái biến cố về mạch máu. Ví dụ có thể lên cơn cao huyết áp, tụt huyết áp, hoặc loạn nhịp tim, hoặc là những cái rối loạn những cái cơn co thắt mạch máu não, gây những cái rối loạn tuần hoàn não, những cái cơn gọi là cơn thoáng thiếu máu não. Sau đây là những điều cần lưu ý về thói quen tắm đêm mà quý khán giả không nên bỏ qua. Nội dung này cũng thay lời chào tạm biệt của chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo. Việc tắm không đúng cách, đặc biệt là tắm sau 22 giờ đêm, lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hiển nhiên là khi tắm đêm bằng nước lạnh sẽ làm cho các mạch máu co thắt lại, ảnh hưởng đến tuần hoàn và phổi. Đặc biệt với người đang bị stress, nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường. Chính vì vậy, đã có nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần tắm đêm bằng nước ấm thì sức khỏe sẽ được bảo đảm. Thế nhưng, theo các chuyên gia cho biết, việc tắm vào đêm khuya dù bằng nước ấm hay lạnh thì vẫn gây nguy hiểm cho cơ thể. Tắm nước ấm trong điều kiện nhiệt độ môi trường bên ngoài đang thấp, cơ thể đang mệt mỏi, sẽ có nguy cơ làm giãn tĩnh mạch, gây thay đổi huyết áp, khiến người bệnh choáng váng, ngất xỉu. Chỉ đơn giản là việc tắm hàng ngày, nhưng nếu không được thực hiện đúng cách và hợp lý, chúng ta sẽ dễ gặp phải những rủi ro về sức khỏe. Người dân, đặc biệt là giới trẻ cần thay đổi thói quen tắm đêm và lưu ý thêm những điều sau đây để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Không nên tắm gội sau 22 giờ. Trẻ em, phụ nữ có thai, nữ giới trong ngày hành kinh, người sau khi uống rượu bia, người đang bị cảm, suy nhược cơ thể hoặc mắc các bệnh về tim mạch, rối loạn huyết áp, không nên tắm khuya. Không dội nước đột ngột lên người khi tắm và không tắm lâu hơn 20 phút. Không bật điều hòa ngay sau khi tắm. Không tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nhiệt độ nước tắm nên từ 24 đến 29 độ C. Nếu phải tắm khuya nên tắm nhanh bằng nước ấm, không gội đầu và lau khô người. Khi tắm nên dội nước theo thứ tự từ hai chân, hai tay rồi mới đến cơ thể và đầu.